Thưa quý vị, hòa chung không khí sôi nổi của tuổi trẻ cả nước trong triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022, tuổi trẻ Đà Nẵng cũng đã và đang triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực, qua đó phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội tại địa phương. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hàng năm đã trở thành một hoạt động thường niên mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ, là sự tiếp nối tinh thần tình nguyện của các thế hệ thanh niên, khẳng định vai trò trách nhiệm quyết tâm hành động của tuổi trẻ hôm nay nhằm đóng góp sức trẻ, lòng nhiệt huyết và trí tuệ của mình cho sự phát triển của thành phố. Trong chiến dịch năm nay, các cấp cơ sở đoàn tại Đà Nẵng đã đặt mục tiêu kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại từng địa bàn. Theo đó, triển khai 9 đội hình tình nguyện gồm đội hình tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, kỳ nghỉ hồng, hành quân xanh, chuyển đổi số cộng đồng, khám bệnh phát thuốc miễn phí, vì đàn em thân yêu và đội hình chuyển giao khoa học công nghệ. Với phương châm hướng về cơ sở, các hoạt động tình nguyện tại chỗ được chú trọng triển khai. Chúng tôi cũng sẽ tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ như là sửa chữa nhà cho các hộ gia đình, các bạn đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn là hộ nghèo trên địa bàn các phường của quận. Và chúng tôi cũng sẽ tổ chức các hoạt động tạo các sân chơi cho các em thiếu nhi, các bạn đoàn viên thanh niên tại các khu dân cư. Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương về tiếp nhận, quản lý và chăm sóc thanh thiếu niên nhi đồng trong dịp nghỉ hè, các tổ chức đoàn tại địa phương cũng đã đẩy mạnh hoạt động vì đàn em thân yêu. Sẽ tiếp tục tổ chức nhiều các hoạt động sân chơi cho các em thiếu nhi trong tình hình hiện nay, như tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động về nguồn. Ngoài ra cũng sẽ tổ chức các cái hoạt động tuyên truyền cũng như là tổ chức các hoạt động kỹ năng sống cho các em. Tiếp sức mùa thi cũng là hoạt động thường niên nằm trong chuỗi các hoạt động của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, nhằm hỗ trợ các thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Với chương trình tiếp sức mùa thi cho kỳ tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông vừa qua, Thành đoàn Đà Nẵng đã nhận được sự tham gia tình nguyện của hơn 500 đoàn viên thanh niên và dự kiến chương trình tiếp sức mùa thi tới đây cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, con số tình nguyện viên sẽ tăng lên hàng ngàn. Em rất là vui và hãnh diện vì bản thân có thể trở thành được một chiến sĩ của chiến dịch hè hoa phượng đỏ năm 2022. Và em cũng sẽ cố gắng để có thể cống hiến hết mình để giúp đỡ cho các bạn trong mùa hè năm nay bằng các những chiến dịch tiếp sức mùa thi cũng như là những cái vai trò khác. Có thể nói thì ngay khi có sự chỉ đạo của ban chiến dịch của thành phố thì thành đoàn hội sinh viên thành phố đã triển khai các đội hình tình nguyện tại các điểm thi và vòng thi. Qua đó thì các bạn tình nguyện viên của chiến dịch hoa phượng đỏ cũng như là các bạn tiếp sức mùa thi năm nay sẽ hỗ trợ cho người nhà các em thí sinh an tâm hơn đến các điểm thi. Với nhiều nội dung thiết thực ý nghĩa, chuỗi hoạt động tình nguyện hè năm nay được kỳ vọng sẽ là môi trường bổ ích để đoàn viên thanh niên thành phố Đà Nẵng cống hiến sức trẻ, hăng hái thi đua, lập thành tích chào mừng đại hội đoàn các cấp, tiến đến đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12.